Hải Long Land đồng hành cùng chương trình. Nhiều triển vọng tích cực cho thị trường bất động sản 2021. Ứng dụng công nghệ vào bất động sản là xu thế tất yếu. Giải pháp tranh chấp tại chung cư cần sự chung tay giữa các bên. Bất động sản vùng ven tăng nhiệt trong năm 2020. Đất vàng Sài Gòn vẫn vắng bóng người thuê dù giảm giá sâu. FLC khởi công FLC Quảng Bình 20.000 tỷ đồng. Vâng, xin chào quý vị, vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin nhịp cầu địa ốc cuối tuần ngày hôm nay. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, mới đây thì Saview Việt Nam đã công bố báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 4 năm 2020 và dự đoán triển vọng thị trường bất động sản trong năm 2021. Theo đó thì nhiều tín hiệu khả quan về thị trường đã được chuyên gia Saview dự báo. Về thị trường bán lẻ, nguồn cung lớn liên tục mở rộng ra ngoài khu trung tâm, dự kiến kéo giá thuê và công suất thuê toàn thị trường đi xuống. Việt Nam có tiềm năng phát triển lớn và sẽ duy trì là một điểm đến đầu tư hấp dẫn với nhu cầu ngày càng tăng. Các nhà bán lẻ trong nước và quốc tế tiếp tục cạnh tranh gay gắt. Về thị trường văn phòng, tổng nguồn cung đạt gần 2 triệu mét vuông, tăng 2% theo quý và 6% theo năm. Trong năm qua, phân khúc hạng B có tăng trưởng mạnh nhất là 6% một năm, trong khi hạng A tăng 4% và hạng C tăng 3%. Giá thuê gộp trung bình tăng 3%, trong khi công suất trung bình giảm trừ 3 điểm phần trăm. Đại dịch đang thúc đẩy nhu cầu đối với không gian văn phòng linh hoạt và sáng tạo hơn, cùng môi trường thân thiện với nhân viên. Điều này đã tạo ra thách thức đối với các tòa văn phòng truyền thống, cần phải thay đổi các điều khoản thuê. Về thị trường căn hộ bán đang cho thấy dấu hiệu phục hồi, nguồn cung mới 5.500 căn từ 10 dự án mở bán mới và giai đoạn tiếp theo của 8 dự án, tăng 79% theo quý nhưng giảm 59% theo năm. Tổng số căn hộ bán đạt 6.700 căn, tăng 27% theo quý, từ tỷ lệ hấp thụ đạt 25%, tăng 5 điểm phần trăm theo quý. Hạng B với 64% thị phần duy trì là phân khúc dẫn đầu. Trong năm 2021, khoảng 25.000 căn hộ từ 25 dự án mới và giai đoạn tiếp theo sẽ mở bán. Hạng B sẽ tiếp tục dẫn đầu với 78% thị phần, nguồn cung lớn nhất đến từ quận Từ Liêm 57%, Hoàng Mai và Gia Lâm với 12% mỗi nơi. Thị trường biệt thự, nhà liền kề tiếp tục được cải thiện nhưng vẫn thiếu nguồn cung mới do sự cẩn trọng đến từ cả chủ đầu tư và người mua. Nguồn cung tương lai tập trung tại phía Tây mang lại nhiều triển vọng cho năm 2021. Hoạt động đầu tư bất động sản sẽ ghi nhận các thương hiệu mới xuất hiện và các thương hiệu hiện tại mở rộng danh mục đầu tư tại Việt Nam. Theo nhận định của Saview, trong tương lai, các mô hình văn phòng sẽ hoạt động theo hướng linh động. Đặc biệt về dài hạn, nhu cầu dành cho văn phòng chia sẻ được kỳ vọng tiếp tục gia tăng. Theo khảo sát của Saview, trong suốt thời gian giãn cách do dịch bệnh COVID-19, nhiều nhân viên văn phòng đã được trải nghiệm với hình thức làm việc từ xa hoặc có nhiều lựa chọn về địa điểm làm việc. Ông Matthew Bauer, giám đốc Saview Hà Nội nhận định, văn phòng truyền thống vẫn còn phổ biến, nhưng xu hướng không gian làm việc chung để đáp ứng sự linh hoạt cho nhiều loại hình công ty sẽ phát triển. Điều này được thúc đẩy bởi ảnh hưởng từ dịch COVID-19, sự thay đổi cách thức làm việc cũng như nhu cầu giao tiếp và trao đổi trong công ty. Nhiều công ty đang tìm kiếm sự linh hoạt hơn trong điều kiện tìm thuê văn phòng như thời gian thuê và không gian thuê. Khi nhu cầu về văn phòng dịch vụ và văn phòng chia sẻ ngày càng lớn, số lượng về các loại hình cũng sẽ gia tăng, do đó các văn phòng linh động được kỳ vọng sẽ kết nối chặt hơn với cộng đồng. Cùng với đó, các thay đổi về cấu trúc mang tính dài hơi trong ngành bán lẻ đã bổ sung một lượng không gian và mặt bằng nhất định cho thị trường văn phòng. Mặc dù ảnh hưởng từ dịch bệnh đã tạo ra sự thay đổi lớn cho thị trường văn phòng chia sẻ, nhưng đây cũng chính là áp lực cho các tháng tiếp theo. Tuy nhiên, theo chuyên gia của Saview thì đây là cơ hội tốt cho sự tăng trưởng của phân khúc văn phòng cho thuê thời gian tới. Thưa quý vị, bối cảnh công nghệ phát triển như vũ bão, mọi lĩnh vực đều ứng dụng công nghệ để phát triển thì kinh doanh bất động sản cũng không thể mãi dậm chân tại chỗ. Và dường như đại dịch COVID-19 đã mang đến một tác động thúc đẩy nhanh hơn việc ứng dụng công nghệ vào phát triển bất động sản tại Việt Nam. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi ngay sau đây. Theo các chuyên gia, ứng dụng công nghệ vào kinh doanh là xu hướng tất yếu và chắc chắn sẽ phát triển rất mạnh trong các năm tới. Không đứng ngoài xu hướng trên, các doanh nghiệp lĩnh vực bất động sản cũng đã bước vào cuộc đua số hóa. Dịch COVID-19 đã thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp bất động sản hướng đến sự phát triển bền vững. Dự báo xu hướng này sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn và trở thành một lực đẩy cho thị trường. Quan trọng và thậm chí là rất quan trọng và còn quan trọng hơn là bắt được xu thế.
xu thế là gắn kết công nghệ chuyển đổi số với sự sáng tạo của toàn bộ cái quá trình phát triển vận hành dự án bất động sản. Chúng ta đều nhớ đến giai đoạn mà chúng ta thực hiện việc giãn cách xã hội vào giai đoạn tháng 4 năm 2020. Người mua và người bán không thể gặp mặt nhau trực tiếp để thực hiện giao dịch, và nó dẫn tới cái việc là các đơn vị phải có những sự thay đổi và thích ứng đến trong giai đoạn này. Rất nhiều đơn vị đã phải thực hiện cái gọi là các phương án B, ứng dụng công nghệ nhiều hơn và có những cái chính sách bán hàng nó phù hợp. Theo JLL, ứng dụng công nghệ trong bất động sản đang nở rộ theo dòng tăng trưởng của thị trường, mang lại cho bất động sản nhiều cơ hội. Thông qua ứng dụng công nghệ, các chủ đầu tư cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, đảm bảo sự an toàn cho khách hàng để họ dễ lựa chọn. Đặc biệt, ngay trong năm nay, các ứng dụng đã mang lại cho các doanh nghiệp bất động sản nhiều kết quả kinh doanh bất ngờ dù chịu tác động của dịch bệnh. Covid cũng làm cho các sản phẩm được đa dạng và các doanh nghiệp là buộc phải chuyển đổi số theo cái quy luật của thị trường cũng như là nhu cầu của người tiêu dùng. Hiện nay thì các sàn bất động sản cũng như là đại lý bất động sản của FLC đã chuyển đổi số rồi và đã và đang bán hàng, thậm chí là bán hàng online. Khoảng 2 năm trở lại đây, nhiều đơn vị kinh doanh bất động sản bắt đầu đầu tư mạnh vào các trang giao dịch bất động sản trực tuyến, các ứng dụng công nghệ tích hợp đa nền tảng nhằm kết nối trực tiếp giữa chủ đầu tư lẫn khách hàng trên nền tảng online. Theo phân tích của hầu hết các chuyên gia lĩnh vực đầu tư tài chính, xu hướng ứng dụng công nghệ vào kinh doanh bất động sản là xu hướng tất yếu và chắc chắn sẽ phát triển rất mạnh trong các năm tới, thậm chí có thể làm thay đổi cơ cấu danh mục đầu tư, doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp, tập đoàn bất động sản lớn trong nước. DKRA Việt Nam vừa công bố báo cáo thị trường đất nền và nhà phố vùng phụ cận Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2020 với làn sóng đầu tư đất nền dạt về tỉnh giáp danh diễn ra mạnh mẽ trong vòng 12 tháng qua. Và trong năm 2020, gần chục nghìn bất động sản liền thổ bùng nổ ở Bình Dương, Đồng Nai thu hút giới đầu tư ồ ạt kéo về cụm vùng ven này. Năm qua, Bình Dương dẫn đầu thị trường đất nền với nguồn cung mới lên đến 5.627 sản phẩm, còn Đồng Nai dẫn đầu nguồn cung mới nhà phố, biệt thự với 2.749 căn. Đây đều là mức kỷ lục tại hai địa bàn này, đồng thời hút hàng nghìn nhà đầu tư dạt về vùng ven tậu nhà. Bên cạnh nguồn cung đất nền và nhà liền thổ ở hai tỉnh vùng ven này tăng lên, sức tiêu thụ tốt tại hai địa bàn này cũng chiếm mất ánh hào quang của thị trường Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2020. Các địa phương này nhiều khả năng sẽ tiếp tục thu hút đầu tư bất động sản liền thổ trong 12 tháng tới. Lượng khách hàng đổ về vùng ven tậu đất nền và nhà phố chủ yếu là nhà đầu tư đến từ Sài Gòn. Nguyên nhân bất động sản vùng ven bứt phá nhanh hơn Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2020 là thủ tục pháp lý phát triển các dự án nhà ở tại Sài Gòn kéo dài nhiều năm liền, khiến nguồn cung tắc nghẽn cục bộ, đẩy các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải di cư về các tỉnh thành khác để dễ phát triển dự án hơn. Nếu tình trạng này kéo dài, Thành phố Hồ Chí Minh có thể bị giảm sức hút đầu tư và bị các tỉnh vệ tinh chiếm thị phần. DKRA dự báo nguồn cung đất nền và nhà phố tại các tỉnh giáp danh lân cận Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục phát triển trong năm 2021 do quỹ đất dành cho nhóm bất động sản liên thổ tại Sài Gòn đang ngày càng hạn chế. Các tỉnh giáp danh này sẽ được xếp chung vào thị trường địa ốc khu vực vùng cận Thành phố Hồ Chí Minh, chứ không tách rời từng tỉnh riêng lẻ do sự kết nối về hạ tầng và dịch vụ liên vùng ngày càng phát triển. Nhìn lại hơn 20 năm phát triển các dự án nhà ở, hình thức nhà chung cư đã tạo ra nguồn cung chủ yếu cho phân khúc thị trường bất động sản nhà ở với cả 3 loại giá cao, giá trung bình và giá thấp. Dù vậy thì phát triển chung cư vẫn gặp nhiều phức tạp tại Việt Nam. Theo số liệu tại tọa đàm khuôn khổ pháp luật giải quyết xung đột giữa các cư dân và chủ đầu tư tại các khu chung cư sáng ngày 19 tháng 1, hiện cả nước có khoảng 3.000 tòa nhà chung cư. Tại Hà Nội, trong số 845 chung cư thương mại thì có đến 129 chung cư có tranh chấp. Tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 935 chung cư cao tầng thì cũng có tới 105 chung cư có tranh chấp gay gắt. Nguyên nhân các tranh chấp này chủ yếu đều xoay quanh mối quan hệ bốn bên: cư dân, chủ đầu tư, ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành. Mối quan hệ điển hình được dư luận và pháp luật quan tâm nhiều nhất là giữa dân cư và chủ đầu tư. Chính vì vậy, việc thực thi pháp luật về chung cư cũng đóng một vai trò quan trọng, không chỉ của cơ quan quản lý nhà nước mà còn là của các nhà phát triển chung cư, trong nhận thức pháp luật và dân cư trong nhận thức về quyền, nghĩa vụ và lợi ích của mình. Từ thực tế, một số giải pháp được đưa ra để khắc phục các tranh chấp này. Thứ nhất, cần tới một hệ thống pháp luật riêng, đầy đủ và nhất quán về phát triển chung cư.
Thứ hai, việc thực thi pháp luật về chung cư cũng đóng một vai trò quan trọng để pháp luật đi vào cuộc sống. Thứ ba, nếu các nhà phát triển dự án chung cư đều là các doanh nhân chuyên nghiệp thì chắc chắn không còn nhiều tranh chấp. Thứ tư, các nhà đầu tư thứ cấp hoặc bên mua bán cũng cần tìm hiểu luật pháp về chung cư, về hợp đồng để bảo đảm quyền và lợi ích cho mình. Thứ năm, giải quyết tranh chấp khi xảy ra tranh chấp là một yêu cầu quan trọng, vì có như vậy mới tạo ra được một thị trường giao dịch an toàn. Thị trường càng phát triển, tính chuyên nghiệp càng cần phải yêu cầu cao, rủi ro tranh chấp ngày càng thấp. Việc giải quyết tranh chấp dù do tòa án hay trọng tài cũng đều phải căn cứ vào các cam kết hợp đồng và các quy định của pháp luật hiện hành. Thưa quý vị, được định hướng là trung tâm kinh tế và hành chính mới của thủ đô, khu vực phía Tây Hà Nội đang được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng giao thông và sự gia tăng chóng mặt về mật độ dân cư ở nơi đây. Điều này đã tác động mạnh mẽ và kích cầu bất động sản phát triển, khiến nơi đây lột xác từng ngày, trở thành điểm nóng đầu tư và an cư. Thực tế cho thấy, đang có làn sóng nhà đầu tư săn lùng bất động sản khu vực phía Tây Hà Nội. Đây là khu vực có hệ thống hạ tầng phát triển bậc nhất thủ đô, với những công trình hạ tầng đã hoàn thiện như đại lộ Thăng Long, đường 32, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông, cùng nhiều dự án đang và sắp triển khai với mức đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ. Trước tiên phải kể đến đường vành đai 3,5 mà được quan tâm nhiều nhất là đoạn từ đại lộ Thăng Long đến quốc lộ 32. Tuyến đường dài 5,6 km, tốc độ thiết kế đạt 80 km/h, quy mô mặt cắt ngang 60m với tổng số vốn đầu tư là hơn 1.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ kết nối nhanh chóng các quận huyện Hoài Đức, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông. Việc khởi công xây dựng đường vành đai 3,5 từ đại lộ Thăng Long đến quốc lộ 32 chính là một giải pháp hàng đầu của thành phố Hà Nội nhằm phát triển hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Hoài Đức nói riêng cũng như toàn thành phố nói chung. Hiện tuyến đường đang gấp rút hoàn thiện để kịp thời điểm Hoài Đức lên quận. Tiếp đó, đường liên khu Mỹ Đình, Nam An Khánh có điểm đầu tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình và điểm cuối tại Hồ Trung Tâm, khu đô thị Nam An Khánh cũng đang gấp rút thi công để nhanh chóng thông xe, rút ngắn thời gian di chuyển từ An Khánh đến Mỹ Đình xuống chỉ còn 5 phút. Tuyến đường giao cắt với đại lộ Thăng Long, đường 70, đường sắt đô thị, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, chiều dài 6,5 km, chiều rộng mặt cắt trung bình 40m và được thiết kế với 6 làn xe. Hiện đoạn qua Vinhome Smart City và hầm chui đại lộ Thăng Long 3 km đã hoàn thiện thi công. Chính sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng đã khiến bất động sản Tây Hà Nội gia tăng giá trị nhanh chóng. Ngày càng nhiều dự án đổ bộ về đây, tạo thành một làn sóng đầu tư và an cư sầm uất. Vâng, thưa quý vị, trong nhiều tháng nay thì hàng loạt mặt bằng ở trung tâm TP.HCM vẫn vắng bóng người thuê, cho dù mức giảm giá thuê lên đến gần 100 triệu đồng một tháng.
Trong quý 4 năm 2020, đại dịch COVID-19 ở nhiều quốc gia vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khiến cho giá thuê mặt bằng trong nước tiếp tục giảm. Đáng chú ý, giá thuê đã giảm trung bình hơn 200.000 đồng một mét vuông so với cùng kỳ năm 2019. Bất động sản bán lẻ là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch COVID-19. Số lượng mặt bằng bị trả lại cho chủ khá nhiều, không ít các cuộc thương thảo đã diễn ra nhằm mục đích giảm mức giá cho thuê, do vậy số lượng mặt bằng cần tìm người thuê mới cũng tăng đáng kể. Trước khi có dịch COVID-19, các con đường kinh doanh mặt hàng thời trang như Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu, Điện Biên Phủ, Lê Văn Sĩ thuộc quận 1, 3, Phú Nhuận, Bình Thạnh rất nhộn nhịp với hàng trăm shop thời trang, giày dép, mỹ phẩm. Tuy nhiên hiện nay hầu hết cửa hàng đều vắng khách do tình hình kinh tế khó khăn khiến cho nhiều người có xu hướng thắt chặt chi tiêu. Trước đây, những con đường này có giá thuê mặt bằng từ vài ngàn đến hàng chục ngàn đô la Mỹ một tháng. Hiện nay, mặc dù đã giảm giá thuê từ 80 đến 100 triệu đồng một tháng, nhưng mặt bằng tại đây vẫn trong tình trạng đóng băng. Một lý do khác có thể kể đến đó là các quận ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh đang ngày một phát triển về mặt đời sống cư dân lẫn hạ tầng. Nhưng giá thuê mặt bằng lại rẻ hơn nhiều so với trung tâm thành phố. Điều này vô tình đã tạo nên làn sóng dịch chuyển của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh ra các quận lân cận. Trước tình trạng trên, các chuyên gia bất động sản dự báo dư địa của dịch COVID-19 vẫn sẽ tiếp tục kéo dài và tình trạng vắng bóng người thuê tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn là câu chuyện chưa có hồi kết. Năm 2020, trong bức tranh chung của hạ tầng giao thông của tỉnh Quảng Ninh, thành phố Cẩm Phả có nhiều khởi sắc với hàng loạt những công trình lớn lần lượt được quy hoạch và khởi công xây dựng. Nổi bật nhất là dự án đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả với tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng. Dài 18,7 km, rộng 18 m, gồm 6 làn xe cơ giới, có các nhánh nối với cao tốc Hạ Long Vân Đồn, quốc lộ 18A và một số đường tỉnh lộ. Thông tin tuyến đường bao biển sắp hoàn thành đã tác động tới giá bán của bất động sản nơi tuyến đường này đi qua. Các chuyên gia bất động sản cho biết, so sánh với thành phố Hạ Long, giá bất động sản khu vực ven đường bao biển Trần Quốc Nghĩễn đã tăng phi mã theo thời gian. Theo đó, năm 2014, giá đất chỉ khoảng 45 đến 50 triệu đồng một mét vuông. Năm 2018 tăng lên 80 đến 100 triệu đồng một mét vuông. Và hiện nay, giá đất trung bình tại khu vực này đã lên tới 180 đến 200 triệu đồng một mét vuông, cao nhất là đạt mốc 250 đến 280 triệu đồng một mét vuông. Việc tăng giá bán tại tuyến đường bao biển kéo theo sự tăng giá bất động sản tại quốc lộ 18 thành phố Hạ Long. Theo đó, hiện tại giá bán tại đường quốc lộ 18 đã đạt khoảng 120 đến 150 triệu đồng một mét vuông ở những vị trí đẹp, bằng khoảng 2/3 giá bất động sản tại ven đường bao biển. Đối chiếu sang thành phố Cẩm Phả năm 2018, trước khi có thông tin tuyến đường bao biển đi qua, mức giá bất động sản xung quanh đường bao biển chỉ khoảng 35 đến 40 triệu một mét vuông, tại quốc lộ 18 là 30 triệu đồng một mét vuông. Đến nay, mức giá tại đường bao biển đã tăng lên gần 60 triệu một mét vuông và tại quốc lộ 18 là 45 triệu một mét vuông. Nhiều chuyên gia cho rằng, trong 2 đến 3 năm tới, khi tuyến đường bao biển đi vào hoạt động và những khu du lịch nghỉ dưỡng hay những khu đô thị mọc lên, giá đất ven biển có thể tăng lên tới 100 đến 120 triệu đồng một mét vuông. Giá đất dọc quốc lộ 18 đoạn qua trung tâm có thể đạt mốc 60 đến 70 triệu đồng một mét vuông. Thưa quý vị, mới đây thì tập đoàn FLC đã tổ chức lễ khởi công tổ hợp khách sạn và trung tâm hội nghị quốc tế tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh của tỉnh Quảng Bình. Đây là hai hạng mục quan trọng của đại dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình, Beach and Golf Resort FLC Quảng Bình. Nằm trong quần thể FLC Quảng Bình, FLC Grand Hotel Quảng Bình có quy mô gần 2.000 ha, tổng vốn 20.000 tỷ đồng, gồm 2 tòa khách sạn 12 tầng, sở hữu hơn 500 phòng theo tiêu chuẩn 5 sao, cùng các tiện ích như hồ bơi vô cực, chuỗi nhà hàng quốc tế, Sky Bar, Sigalu, Sigalau, sân khấu ngoài trời. Bên cạnh đó, Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Quảng Bình được định hướng là một trong những công trình hội nghị đa chức năng quy mô lớn, bao gồm hội trường lớn gần 1.200 chỗ và các phòng chức năng linh hoạt. Cả hai hạng mục này dự kiến sẽ được đưa vào vận hành vào cuối năm nay. Theo thông tin từ chủ đầu tư, bên cạnh tổ hợp khách sạn và Trung tâm Hội nghị Quốc tế, FLC Quảng Bình dự kiến sẽ ra mắt nhiều hợp phần mới trong năm 2021, trong đó có resort tiêu chuẩn 6 sao Laguna Quảng Bình Resort and Villas. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, khi mà quỹ đất để phát triển dự án tại các đô thị lớn như là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang ngày càng khan hiếm, thì nhiều chủ đầu tư, trong đó có các ông lớn như là Vingroup, FLC hay là TNT, đã chuyển hướng đầu tư về các tỉnh vùng ven,
có tiềm năng phát triển kinh tế, trong đó thì Tây Nguyên đang trở thành tâm điểm thu hút vốn đầu tư. Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp có tên tuổi trên thị trường địa ốc như Vingroup, FLC, TNT Group, Him Lam, Văn Phú, Ecopark, Tân Hoàng Minh đã chọn Tây Nguyên làm điểm dừng chân. Đơn cử như tại Đắk Lắk, tập đoàn Vingroup đã tìm hiểu đầu tư dự án tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao, shop house tại thành phố Buôn Mê Thuột, cùng đó là tổ hợp dịch vụ cho hãng ô tô VinFast với tổng vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng. Hay như tập đoàn Novaland đang tìm hiểu đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và nông nghiệp công nghệ cao tại Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Sắp tới, doanh nghiệp cho biết sẽ hỗ trợ thành phố Bảo Lộc trong việc tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư và sẽ hỗ trợ chi phí để thành phố Bảo Lộc triển khai quy hoạch phân khu. Cùng với Novaland, tập đoàn Ecopark cũng đang hướng tới hai dự án tại thành phố Bảo Lộc là khu tổ hợp dịch vụ, du lịch sinh thái sân golf, cáp treo tại núi Sapung và khu đô thị, dịch vụ giải trí nghỉ dưỡng Hồ Nam Phương 1 và Hồ Nam Phương 2. Ngoài Đắk Nông, hiện tại tập đoàn FLC đang triển khai các dự án như tổ hợp khách sạn 5 sao và nhà phố thương mại với quy mô 4,6 ha, khu đô thị thông minh CK54 với tổng diện tích 230 ha, khu dân cư đường Nguyễn Chí Thanh trên diện tích 8 ha và dự án tháp đôi 30 tầng trên quy mô 1,6 ha tại Gia Lai. Về phía tập đoàn TNT, đầu tháng 1 năm 2021, doanh nghiệp này đã đề xuất đầu tư 5 dự án tại thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, gồm khu đô thị thương mại dịch vụ IATAM 51,6 ha, tổ hợp khách sạn 5 sao, khu thương mại và nhà ở thương mại 42 ha, dự án khu biệt thự IACAO 46,1 ha, khu sân golf Hồ IACAO 76,7 ha và trung tâm văn hóa tỉnh Đắk Lắk. Có thể thấy Tây Nguyên đang được giới đầu tư địa ốc vô cùng săn đón nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng giao thông, cùng với đó là sự tăng nhanh về tốc độ đô thị hóa, và đặc biệt chính là quỹ đất rộng lớn chưa được khai thác. Nhiều chuyên gia nhận định trong năm tới bất động sản Tây Nguyên sẽ tạo nên cơn sốt trên thị trường khu vực và toàn quốc. Tiếp tục chương trình là những thông tin bất động sản khác đáng chú ý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo công bố của Savills Việt Nam, khi dịch COVID-19 qua đi, thị trường căn hộ dịch vụ sẽ phát triển mạnh nhờ Việt Nam ngày càng thu hút đầu tư nước ngoài nhiều hơn. Làn sóng dịch chuyển nhà máy từ các nước lân cận sang Việt Nam, trong đó có các tỉnh thành lân cận Hà Nội, ngày càng lớn, kéo theo nhu cầu thuê căn hộ dịch vụ ngày càng tăng. Nhờ có thêm các dự án mới, nguồn cung cho thị trường căn hộ dịch vụ tại Hà Nội đạt kỷ lục 5.380 căn trong năm 2020, tăng 16% so với năm 2019. Trong 4 dự án mới vào thị trường, một dự án có quy mô lớn nằm tại Gia Lâm, mở ra khu vực phát triển mới cho thị trường căn hộ dịch vụ tại Hà Nội, còn 3 dự án còn lại tọa lạc tại các quận trung tâm của thủ đô. Trong tương lai, Hà Nội có 16 dự án căn hộ dịch vụ cung cấp 2.186 căn hộ. Do các nguồn lực phát triển có hạn và các đơn vị quản lý nội địa còn ít kinh nghiệm, xu hướng hợp tác giữa các chủ đầu tư trong nước và đơn vị vận hành có thương hiệu đang gia tăng. 6 đơn vị quản lý quốc tế dự kiến sẽ quản lý 89% tổng nguồn cung căn hộ dịch vụ tương lai của Hà Nội. Theo nghiên cứu của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, trên thực tế thì phân khúc nhà ở cao cấp có thể chiếm đến tỷ lệ khoảng 70%, chiếm thế áp đảo trên thị trường bất động sản năm 2020. Phân khúc nhà ở trung cấp chiếm khoảng trên dưới 25% tổng số nhà ở. Đáng quan ngại là phân khúc nhà ở bình dân chỉ có 163 căn nhà, chỉ chiếm 1% trong tổng số nhà ở được huy động vốn vào năm 2020. Đây là dấu hiệu cho thấy rõ sự lệch pha sản phẩm trên thị trường bất động sản, lệch về phân khúc nhà ở cao cấp. Trong lúc rất thiếu sản phẩm nhà ở thương mại có giá vừa túi tiền, nhà ở thương mại giá thấp dẫn đến sự phát triển của thị trường bất động sản thiếu tính ổn định và bền vững. Việc thiếu hụt nguồn cung nhà ở sẽ làm ảnh hưởng đến việc đảm bảo an sinh xã hội về nhà ở cho đa số người dân có thu nhập trung bình, có thu nhập thấp đô thị, cán bộ công chức, cán bộ lực lượng vũ trang, công nhân lao động và người nhập cư.
đồng thời đáng quan ngại về dấu hiệu biểu hiện thừa cung của phân khúc nhà ở cao cấp, do tỷ trọng nhà đầu tư thứ cấp trong phân khúc này chiếm tỷ lệ rất cao, trên 60%. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh dự báo thị trường Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Bên cạnh đó, năm 2021 là năm đầu nhiệm kỳ, cũng là năm đầu của kế hoạch 2021-2025, chắc chắn sẽ tạo được xung lực rất mạnh để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, trong đó có thị trường bất động sản. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Hoàng Thao đã ký quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2021. Theo đó, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của Bình Dương hơn 9.156 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là hơn 452 tỷ đồng, vốn trong cân đối ngân sách địa phương là hơn 8.704 tỷ đồng. Theo tìm hiểu, các dự án sẽ được Bình Dương thực hiện đầu tư, thi công trong thời gian tới bao gồm dự án đầu tư xây dựng đường từ cầu vượt Sóng Thần đến đường Phạm Văn Đồng, dự án cầu vượt Hầm Chui, ngã 5 Phước Kiến, ngã tư chợ Đình, ngã tư chợ Cây Dừa, dự án tạo cảnh quan chống ùn tắc giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn DT746, DT747B, DT743. Dự án đầu tư xây dựng hệ thống giao thông thông minh tỉnh. Ngoài ra còn các dự án mở rộng mặt bằng và xây dựng hệ thống thoát nước dọc đồng bộ trên DT744 đoạn qua địa bàn thị xã Bến Cát và huyện Dầu Tiếng. Đầu tư xây dựng đường vành đai 4 đoạn Đất Quốc - Thới Hóa và vành đai 4 đoạn từ DT748 đến giáp sông Sài Gòn. Xây dựng đường vành đai 3 đoạn từ Bình Chuẩn đến quốc lộ 13. Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước dọc DT747A đoạn từ dốc Bà Nghĩa km 16+700 đến km 31+280. Để thực hiện có hiệu quả vốn đầu tư công năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đề ra các nhiệm vụ giải pháp như tập trung thực hiện và giải ngân vốn các công trình quan trọng, trọng điểm, các dự án đền bù, giải phóng mặt bằng của tỉnh, các công trình có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm. Theo đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, vị trí sân bay có thể sẽ được đặt tại huyện Kim Sơn hoặc huyện Yên Khánh. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải và các ngành, địa phương liên quan phối hợp với tư vấn xác định vị trí cụ thể trong quá trình lập quy hoạch. Cơ sở đưa ra đề xuất bổ sung sân bay tại Ninh Bình theo Ủy ban Nhân dân tỉnh do Ninh Bình là tỉnh cực nam vùng đồng bằng Bắc Bộ, có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch với truyền thống lịch sử văn hóa, phong cảnh tự nhiên như cố đô Hoa Lư, danh thắng Tràng An. Năm 2019, Ninh Bình đã đón trên 7,6 triệu lượt khách. Đến năm 2025, tỉnh này phấn đấu đón từ 8 đến 9 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch đạt 8.000 tỷ đồng trở lên. Tuy nhiên, theo tỉnh Ninh Bình, mạng lưới giao thông tỉnh chưa có phương thức vận tải tốc độ cao, việc di chuyển qua đường bộ, đường sắt hay trung chuyển qua sân bay của các tỉnh thành lân cận làm kéo dài thời gian, tăng áp lực vận tải lên hệ thống đường bộ hiện đang quá tải, làm hạn chế khả năng khai thác và phát triển. Theo báo cáo, giai đoạn từ 2016 tới 2019, Sầm Sơn đón trên 17,5 triệu lượt khách du lịch, bình quân hàng năm tăng 8,1%, doanh thu đạt khoảng 14.160 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng trưởng 21,62%. Riêng năm 2020, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng du lịch Sầm Sơn vẫn đón khoảng 3,25 triệu lượt khách với doanh thu ước đạt 3.056 tỷ đồng. Hạ tầng bất động sản tại địa phương đang chưa theo kịp tốc độ phát triển mạnh mẽ đó. Theo thống kê, cả tỉnh Thanh Hóa hiện có trên 900 cơ sở lưu trú, trong đó chỉ có chưa đến 6% là khách sạn hạng 4 năm sao và một quần thể nghỉ dưỡng sân golf tiêu chuẩn 5 sao. Các khu thương mại vui chơi giải trí chất lượng cao tại địa phương cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Để hoàn thiện và ngày càng nâng cao chất lượng, tăng tính hấp dẫn cho du lịch địa phương, bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển các dự án nghỉ dưỡng, thì việc đa dạng phát triển các dịch vụ gia tăng đi kèm cũng là đòi hỏi tất yếu. Hiện nhiều nhà đầu tư muốn mở rộng kinh doanh hoặc đem các thương hiệu ẩm thực, thời trang, spa cao cấp về địa phương, tuy nhiên lại gặp trở ngại do thiếu mặt bằng phù hợp. Trung tâm thương mại lớn hiện chưa có nhiều, trong khi các nhà phố tại các trục đường ven biển đa phần đã xây dựng lâu, thường có mặt tiền nhỏ và không có hầm để xe. Cùng với việc nguồn cung mới còn hạn chế, đặc biệt là sản phẩm bất động sản để phục vụ kinh doanh đang thiếu và yếu, trong khi nhu cầu về nguồn cung shop house đang ngày càng tăng cao, dẫn tới sự khan hiếm tại thị trường bất động sản Sầm Sơn. Trước tình trạng thiếu hụt nguồn cung shop house tại Sầm Sơn, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cần phải nhanh chóng có phương án để giải bài toán khó trên.
Dự án khu đô thị hai bên đường Ngô Quyền tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh có tổng kinh phí thực hiện không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng là hơn 711 tỷ đồng. Diện tích đất sử dụng cho dự án khoảng 42,7 ha, thời gian thực hiện dự án 48 tháng kể từ ngày hợp đồng được thực hiện dự án có hiệu lực. Được biết, khu đô thị hai bên đường Ngô Quyền tại xã Thạch Trung được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 vào ngày 25 tháng 6 năm 2019. Dự án có phía bắc giáp đường Mai Lão Bạng, phía nam giáp bệnh viện Ngọc Linh và khu dân cư hiện trạng, phía đông kênh thoát nước T4, phía tây giáp khu dân cư hiện trạng và đất công trình công cộng. Dự án sẽ xây dựng nhà thô có hoàn thiện mặt ngoài, 263 căn nhà liền kề dọc theo tuyến đường số 2, 3, 4 và 69 căn nhà shop house dọc tuyến đường Ngô Quyền. Phần diện tích đất ở còn lại sẽ xin phép cấp có thẩm quyền cho phép chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng theo quy hoạch. Theo đó, tổng số lô đất của dự án là 1.067 lô. Khu đô thị Việt Hàn được hình thành như một minh chứng cho sự phát triển ngày càng thịnh vượng của Phổ Yên. Khu đô thị Việt Hàn tọa lạc tại thôn Đông Sinh, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Từ khu đô thị có thể kết nối dễ dàng tới các trục đường huyết mạch và tiện ích khu vực. Khu đô thị Việt Hàn hướng tới trở thành một khu đô thị lộng lẫy, hiện đại bậc nhất trên miền đất hứa, sẽ kiến tạo một môi trường sống đẳng cấp, hiện đại với đầy đủ tiện ích hoàn hảo, bao gồm các dịch vụ như trường học quốc tế, khu văn phòng, khu mua sắm, không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao và giải trí, chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe. Trong tương lai, Phổ Yên sẽ trở thành một trong những thành phố phát triển bậc nhất tại khu vực Trung Du miền núi Bắc Bộ bởi những khu công nghiệp tầm cỡ và những khu đô thị đẳng cấp. Khu đô thị Việt Hàn sẽ là ngôi sao sáng giữa thành phố Phổ Yên hoa lệ, là nơi tạo nên những giá trị cho cuộc sống của bạn. Khu đô thị Việt Hàn, nơi niềm tin trở thành giá trị. Tôi đã nỗ lực không ngừng tìm hiểu, xây dựng, nghiên cứu, đưa ra giải pháp và cho ra đời dòng bánh lạnh theo công nghệ Nhật Bản. Sử dụng công nghệ làm lạnh nhanh IQF cho hàng dùng từ 12 đến 16 tháng. Tiết kiệm tối đa chi phí, tăng khả năng vận chuyển trên toàn quốc. Giá cạnh tranh so với thị trường. Chất lượng, hương vị độc bộ cho tất cả sản phẩm. Khả năng cung cấp số lượng lớn. Đa dạng sản phẩm và dễ sử dụng. Chúng tôi tự hào tìm được và giữ được hương vị bánh theo tiêu chuẩn công nghệ Nhật Bản, trao giải pháp hữu ích đến doanh nghiệp. Kishin, giải pháp hoàn hảo cho khó khăn của bạn. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Cảm ơn sự đồng hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Hải Long Land và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Đầu tư FAFC Việt Nam. Những ý kiến phản hồi xin vui lòng liên hệ theo số hotline của chương trình là 0823465555 và địa chỉ email banbiên tập@invest.com.vn. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất về thị trường. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau.